things. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say. Yeah. Đã quay lại kênh mình là Thành Nhất đây. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật giá bán xe Suzuki Rider. Thì hiện tại mình đang đứng tại một head Suzuki gọi là head Hùng Sơn ở bên địa chỉ là 50 Lê Văn Việt, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây có trưng bày rất là nhiều màu sắc tha hồ cho anh em lựa chọn. Thì đây là phiên bản 2020 có màu xanh xám, thật sự rất là đẹp luôn. Mình vô là người ta trưng ngay cái này ở ngoài cửa tiệm luôn, thật sự rất đẹp, nhìn vào là mơ ly liền. Anh em mà xác định tới mua xe thì chắc chắn sẽ rất tiền thôi, thật sự luôn. Đây là một chiêu trò của Head. Thì mọi thứ thì vẫn như 20 phiên bản 2019 thì cũng sở hữu khối động cơ rất là mạnh mẽ, 150cc. Thì khối động cơ này thì thật sự rất là tốt hơn Winner rất là nhiều. Chưa bao giờ ai, thực sự cộng đồng Suzuki rất là đông nhưng mà chưa bao giờ có người phàn nàn về quán động cơ. Nhưng mà riêng Winner thì gặp rất nhiều lỗi, từ sân cam này, rồi ộp ẹp dàn áo, rồi tất cả vân vân. Nhưng mà phần Suzuki Rider thì không có một cái vấn đề nào phàn nàn xảy ra cả. Nhưng mà dịch vụ chăm sóc khách hàng của Suzuki rất là tốt luôn. Có những cái lỗi gì là người ta sẽ đứng ra xin lỗi và người ta sẽ thu hồi xe và người ta sẽ bảo hành lại rồi trả vừa xe cho các bạn. Đó, thật sự cái sự đó là sự uy tín của hãng Suzuki mang lại. Thì mọi thứ, thật sự cái động cơ của Suzuki thì từ trước giờ không phải bằng cãi đâu, nó rất là mạnh luôn. Nhưng mình cực kỳ thích Suzuki một vấn đề là người ta làm xe rất là chất lượng, từ những con ốc đến lọc nhớt, đến những linh kiện của xe, đến những cái máy móc trong xe, dàn áo, tất cả mọi thứ luôn, từ cái chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn, thật sự rất là chất lượng. Rồi thì mình sẽ báo giá cái phiên bản này ở cuối video. Thì anh em hãy theo dõi video nha, để biết được giá bán từng màu sắc khác nhau. Thì nếu anh em nào mua trên Shopee á, mua trên Sang Đỏ thì sẽ được giảm tới 900.000. Đó. Còn những anh em nào mà mua tại Head á thì sẽ được tặng lần thay nhớt này, rồi nón bảo hiểm, rồi tặng luôn bảo hiểm xe đó. Đó, nói chung thì cũng có một số phần quà cho anh em, nhưng mà nếu mà mình mua trên Shopee thì sẽ rẻ hơn. Thì tùy anh em lựa chọn thôi. Mình tới hoặc là Head có hỗ trợ trả góp 0%. Ở đây mình rất là ưng nhất là cái màu xanh và cái màu xanh xám nhám á, và màu xanh đặc trưng của Suzuki, màu xanh da trời, đẹp thật sự luôn. Rồi, giá bán của từng phiên bản là 49 triệu của phiên bản 2020, và những cái màu đặc biệt thì có giá bán là mắc hơn 500.000, là 49.500.000. Thì hiện tại xe đang có rất nhiều tại Head. Theo hồ anh em nào nhanh tay thì có, còn chậm tay cũng còn cả đống cả mớ luôn, cho anh em lựa chọn, theo hồ lựa chọn tất cả các loại màu nha. Rồi thì mình cũng cập nhật xong giá bán, thì anh em nào có nhu cầu mua thì mình ghé qua đây, đó mình ghé qua địa chỉ là 50 Lê Văn Việt ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, để mình gặp trực tiếp và mình sẽ làm việc tốt hơn, mình tham khảo mọi thứ nó tốt hơn, và vấn đề trả góp này, rồi biển số tỉnh. Đây là mình báo giá cho cái những cho là chưa phí nha các bạn. Còn các bạn mà thớ phí thì mỗi vùng miền khác nhau thì mình sẽ không báo chung, không gộp chung lại. Sự giá này thì cũng phải nói là rất là mềm rồi. Thì anh em nào có nhu cầu thì mình ghé qua đại lý. Rồi thì mình cũng xin quảng cáo 5 phút là mình cũng có bán tất cả các dòng nhớt, bán tổng hợp, phân tổng hợp và dầu cốt khoáng cho tất cả các dòng xe và chiếc lẻ và ship có trên toàn quốc. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ link Shopee, link dưới video á. Rồi thì cũng cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nha. Rồi bye bye anh em, hẹn tất cả gặp anh em tại một video khác.